Chào mừng cô chú anh chị các bạn đã trở lại kênh với Tân Food Hôm nay mời cả nhà cùng mình làm món cà pháo ngâm chua ngọt nha Và với cách làm này cà pháo giòn ngon nè Có màu trắng đẹp vị lại chua ngọt vừa ăn nữa Và cách làm vô cùng đơn giản nhanh gọn lẹ dễ dàng thành công Nếu thích món ăn này xin mời các bạn cùng vào bếp thực hiện với mình nha Và trước hết mình sẽ đi nấu cái nước ngâm nha cả nhà Để ngâm cho khoảng 2kg cà pháo Thì mình cho vào nồi 500ml giấm Giấm này là mình dùng giấm gạo Các bạn có thể dùng giấm gạo hoặc là giấm nuôi cũng được nha Lưu ý là công thức này không dùng giấm tinh luyện nha cả nhà Ở dưới quê mình cũng có người hay gọi là giấm tây đó Cái loại đó rất là chua Và 500ml giấm thì mình thêm vào đây 550ml nước lọc và 600 g đường. Do là cái nước này á, mình nấu rồi mình phải chờ nguội cũng hơi lâu á nên các bạn nên làm cái 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 nước này trước nha. Và phần muối mình sẽ cho vào 115 g để ngâm các cái loại dưa chua á. các bạn muối là mình nên dùng muối hột nó sẽ ngon hơn. Cho vào các bạn bắt lên bếp mở lửa trung bình. Đầu tiên các bạn nên khuấy đều nha, do đường nó nhiều đó nó lắng ở dưới đáy nó rất là dễ bị xích dưới đáy nồi đó. Mình vừa nấu vừa khuấy như thế này. Mình cứ nấu lửa trung bình đến khi nào nó sôi lên là được. Cho khi các bạn thấy phần nước này nó sôi lên á, mình để nó thêm khoảng 30 giây đến 1 phút rồi mình tắt lửa luôn nha. Mình không cần phải nấu lâu. Từ khi nó sôi bụng lên vậy nè, mình để thêm 30 giây đến 1 phút là được. Trong lúc này mình có thể khuấy đều thêm một lần nữa, sau đó mình tắt lửa luôn và mình sẽ để cho phần này nó thật là nguội để nguội tự nhiên nha cả nhà. và trong thời gian chờ nước nguội á thì mình đi sơ chế phần cà pháo luôn. cà pháo mình đã chuẩn bị đây là 2kg nè. và cà khi mua về á các bạn nên phơi nắng cho nó hơi héo héo bớt á thì mình ngâm nó sẽ giòn ngon hơn nha. thì tùy các bạn thích trái cà to hay nhỏ. thường á trái cà nhỏ thì người ta sẽ để nguyên trái, mình chỉ cắt cái cái cuốn thôi. còn trái to á, thì các bạn có thể chẻ chẻ làm 3 hoặc làm hai hoặc làm ba cũng được và lưu ý khi mình à, sơ chế mình cắt cái cuốn đó, các bạn chỉ cắt sát cái phần cuốn thôi mình đừng có cắt phạm vào cái phần thịt cà nhiều quá thì nó cũng ảnh hưởng tới độ giòn nha giờ mình sẽ chuẩn bị một thao nước sạch khoảng từ 2 đến 3 lít 2 lít rưỡi đến 3 lít là được cho vào một muỗng canh muối nè các bạn có thể khuấy cho muối nó nhanh tan Giờ mình sẽ vắt vào đây thêm một trái chanh nữa để mình sơ chế phần cà mình cho vào đây luôn để nó không có bị đen nó 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 ra bớt phần nhựa đó cả nhà chuẩn bị xong thì mình sơ chế cà mình cho vào đây liền luôn khi à, nãy mình có nói đó khi cắt cái cuốn á các bạn nên cắt vừa hết cái cuốn thôi mình đừng có phạm vào trong phần thịt nhiều quá nè cái trái này nhỏ thì mình để nguyên luôn trái to thì các bạn có thể chẻ làm đôi hoặc làm ba cũng được cà mà chẻ ra thì nó nhanh thấm hơn là những trái cà mà mà các bạn để nguyên tiếp tục mình làm cho hết phần còn lại nè Cà, sau khi mình sơ chế xong nè các bạn để ngâm trong đây ít nhất là 30 phút nha hoặc là mình cứ để ngâm trong đây mình chờ đến lúc mà mà cái phần nước cái nước ngâm á nó nguội hẳn á thì mình mới vớt ra rửa lại trở lại với phần nước ngâm mình chuẩn bị thêm đây là 250 g tương ớt 100 g tỏi mình đã băm nhuyễn rồi và đây là 100 g ớt mình cũng băm nhuyễn luôn cái ớt này là ớt sừng đỏ loại không cay đó cả nhà nếu giờ mình loại bỏ hạt trước nha rồi mình băm nếu các bạn thích cay mình thêm đây một hai trái ớt hiểm thì tùy độ ăn cay của cả nhà của mình thì mình gia giảm. Cái nước này mình nấu nó cũng đã nguội hẳn rồi nè. Mình cho luôn tương ớt vào luôn nè. Tương ớt, tỏi và ớt băm nếu các bạn thích cái mùi thơm của riền á, mình có thể có thể thêm một nhánh riền á, mình cũng băm nhỏ mình cho đây nó cũng rất là thơm. Nhưng hôm nay mình không có dùng nha. Cho tất cả vào rồi các bạn khuấy đều là mình xong cái phần nước ngâm nè Mình nên chuẩn bị phần nước ngâm xong như vậy á, rồi mình mới vớt cà pháo ra mình rửa lại nha. Tại vì khi mình xả lại rồi á, mình để chỉ cần 1 2 phút cho nó rõ bớt nước là mình đi ngâm liền. Chứ các bạn để ở ngoài lâu quá nó sẽ bị đen á. Cái phần nước ngâm nhìn rất là hấp dẫn luôn cả nhà. Trở lại với cái phần cà pháo nè, mình đã ngâm được hơn 30 phút, các bạn thấy nó trắng hơn lúc nãy rất là nhiều luôn á. Và cái cái nước này nó 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 ra nhựa đó. nó nó cái nước nó cũng bị đen luôn đó. Và mình vớt ra các bạn có thể xả lại 2 3 lần nước nha. Các bạn có thể xả 2 3 lần càng tốt. Rồi khi mình xả tới nước cuối cùng rồi á, các bạn vớt ra cái rổ thừa cho nó nhanh rõ phần nước xuống. Và khi mình cho hết ra rổ rồi á, các bạn có thể sóc nhẹ cái rổ cho nó nhanh rõ nước. Tại vì nếu phần nước nó động trên cà nhiều thì cũng ảnh hưởng tới phần nước ngâm của mình. Nhưng mà nếu mà các bạn để lâu quá thì phần cà nó sẽ bị đen mình chỉ cần sóc cho nó rõ bớt nó hơi ráo lại là mình cho vào hũ luôn cái hũ đựng thì các bạn nên vệ sinh sạch sẽ nè mình có thể dùng hũ thủy tinh hoặc hũ nhựa đều được rồi mình cho cà vào là sau đó mình cho phần nước ngâm vào luôn Với cách ngâm cà như thế này nó rất là nhanh ăn cả nhà mình có thể qua ngày hôm sau là mình có thể thưởng thức được rồi ở những cái trái mà các bạn mà mà trẻ đôi trẻ ba á, thì nó rất là nhanh còn mấy trái mà mình để nguyên á thì nó sẽ thêm một ngày nữa nha, khoảng 2 ngày nó mới thấm. Còn những trái chẻ ra rồi á thì một ngày á là mình có thể ăn được rồi. Ở trên mặt hũ nếu các bạn có cái đồ dằn hũ á, cái đồ dằn ở trên á thì mình giờ mà gài lại. Còn nếu không á các bạn làm cái bịch nước á, mình dằn bên trên, đừng có để cho cà nó nổi lên nha. Cái này nó nổi lên là nó sẽ bị đen thôi. Cái này mình không có cái miếng gài này, mình dùng cái bịch nước nè, mà túi ni lông các bạn cho nước vào túi ni lông á mình dằn lại bên trên cho cà nó chìm xuống nước cho vào xong các bạn đậy nắp lại và mình để ở chỗ thoáng mát nha qua một ngày là mình có thể thưởng thức được rồi ở những trái cà mà các bạn chẻ đôi đó còn trái trái cà nguyên thì mình để hai ngày nó mới thấm và đây là phần cà pháo thành phẩm của mình là cả nhà cái này mình để được hai ngày luôn đó các bạn thấy không? Cà rất là trắng luôn, đặc biệt nó rất là giòn nữa. Mình thấy công thức này độ chua ngọt rất là vừa miệng luôn. Khi mà các bạn thấy độ chua nó vừa ý rồi thì mình có thể bảo quản trong ngăn mát mình dùng dần nha. Hôm nào có thời gian các bạn hãy làm thử theo công thức này và nhớ cho mình xin ý kiến ở phần bình luận. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại cả nhà video sau.